Thưa quý vị, từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước xuất hiện các dịch bệnh nguy hiểm trên động vật thủy sản, gây thiệt hại hơn 180 hectare và 112 lồng bè nuôi thủy sản. Trên địa bàn tỉnh Kon Tum, mặc dù chưa xảy ra dịch bệnh trên thủy sản, nhưng ngành nông nghiệp đang hướng dẫn các hộ nuôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cho thủy sản trong mùa mưa. Gia đình ông Nguyễn Văn Triều ở thôn 7 xã Gia Tơi, huyện Gia Đờ Rai hiện đang nuôi khoảng 3.000 m2 thủy sản, chủ yếu là cá rô phi và cá trình. Những ngày này, ông Triều kiểm tra rất tỉ mỉ đàn cá nuôi trong lồng, bởi đang là mùa mưa, thời tiết diễn biến thất thường. Nhiệt độ, độ pH trong nước thường thay đổi, nên đàn cá dễ mắc bệnh. Để hạn chế nguy cơ gây bệnh cho cá, ông Triều thường xuyên vệ sinh lồng sạch sẽ, thông thoáng, đồng thời túc trực và sử dụng các thiết bị kỹ thuật đo chỉ số độ pH, oxy hòa tan của nước để xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. Cái mức độ thức ăn của mình thì mình cũng phải chuẩn bị trước cho cái đầu mùa mưa, tại vì nó thay đổi pH liên tục đó. Nên mình cũng chuẩn bị trước hết. Đầu mùa mưa này phải xử lý lồng, giặt giũ để cho nó thoáng, để mật độ cho nó tạo cái oxy cho nó tốt để cho con cá nó khỏe. Lòng hồ thủy điện Sê San hiện có 33 hộ nuôi thủy sản với diện tích gần 30 hectare trên 112 lồng bè. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt gần 130 tấn. Để phòng trừ bệnh cho cá hiệu quả, các hộ nuôi thủy sản ở đây đều chủ động các biện pháp phòng bệnh như chọn địa điểm đặt lồng ở chỗ nguồn nước sạch, không bị ảnh hưởng bởi các nguồn nước thải. Trước khi thả cá, vệ sinh lồng nuôi sạch sẽ, mua cá giống ở các trung tâm có uy tín. Thưa quý vị và các bạn, để phòng chống các loại dịch bệnh thủy sản trong thời điểm giao mùa, thì ngoài thường xuyên vệ sinh lồng bè sạch sẽ, các hộ chăn nuôi tại lòng hồ thủy điện Sê San còn chủ động giám sát quản lý chất lượng nước để đảm bảo đàn cá sinh trưởng tốt. Vào mùa mưa, con cá thường hay bệnh, hay nữa nguồn nước đục nó về. Là con cá nó dễ nhiễm bệnh, trước khi phòng rồi trị bệnh đó, cũng xử lý qua muối rồi vôi rồi các kiểu các thứ, là cái thuốc khác nữa kết hợp. Qua đợt xử lý thì mình thấy nguồn nước con cá khi nào mà nó phát triển thôi, khi nào mà con cá thấy nó không phát triển thì mình tiếp tục xử lý. Mà vệ sinh chuồng trại thì một tuần cứ làm một lần cho nó đảm bảo. Bên cạnh các giải pháp người nuôi thủy sản triển khai để phòng chống các loại mầm bệnh trên thủy sản, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Gia Đờ Rai đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh thường xuyên tổ chức thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường, giám sát và khuyến cáo định kỳ theo tháng, giai đoạn phát triển của cá để người nuôi chủ động phòng bệnh, đồng thời mở các lớp tập huấn tuyên truyền hướng dẫn công tác nuôi thủy sản an toàn sinh học và phòng chống dịch bệnh. Nhờ đó đến nay, trên địa bàn huyện không xảy ra dịch bệnh thủy sản. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Gia Đờ Rai thực hiện các công tác phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2022. Thứ nhất là chủ động theo dõi giám sát tình hình dịch bệnh trên thủy sản đến từng hộ nuôi, phát hiện và kiểm soát kịp thời, không để dịch bệnh lây lan. Tiếp nữa là xác định các khu vực có nguy cơ phát sinh dịch bệnh, khu vực nuôi mật độ cao, phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y lấy mẫu giám sát lưu hành mầm bệnh thủy sản. Ngoài ra, vào các thời điểm giao mùa, lũ lụt, hướng dẫn các hộ nuôi triển khai các biện pháp phòng chống, các giải pháp neo đậu lồng bè để tránh lũ. Hiện nay diện tích nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt gần 777 hectare, sản lượng đạt gần 3.500 tấn. Trong đó nuôi cá lồng ngày càng phát triển. Toàn tỉnh có 317 lồng cá, chủ yếu tập trung ở các huyện Gia Đờ Rai, huyện Đắc Hà. Để chủ động phòng chống các loại dịch bệnh thủy sản, từ đầu năm đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã cấp phát cho các địa phương 2.100 kg hóa chất để triển khai vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường. Tổ chức 3 lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi thủy sản an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh cho 19 lượt nhân viên thú y cấp huyện, cấp xã, thị trấn có diện tích nuôi thủy sản mật độ cao và khoảng 50 hộ nuôi thủy sản trên địa bàn. Trong 8 tháng năm 2022, trên địa bàn tỉnh không xảy ra các trường hợp thủy sản chết do dịch bệnh. Tuy nhiên hiện nay đang là mùa mưa, thời tiết thay đổi thất thường, nguy cơ xuất hiện các loại dịch bệnh trên thủy sản như bệnh xuất huyết, bệnh nấm thủy mi rất cao. Theo kết quả giám sát dịch bệnh thủy sản định kỳ năm 2021
của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã phát hiện 4 trên 24 mẫu cá giống rô phi dương tính với virus TLV. Dịch bệnh nguy hiểm trên cá rô phi đã xâm nhập vào địa bàn, nhưng chưa có triệu chứng bệnh tích. Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ các loại dịch bệnh thủy sản có thể bùng phát trên địa bàn, việc phòng chống dịch bệnh là hết sức quan trọng. Để tìm hiểu rõ hơn các biện pháp triển khai phòng chống dịch bệnh thủy sản hiệu quả, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã có cuộc trao đổi với ông Đoàn Thanh Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh. Vâng, lời đầu tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi này ạ. Dạ vâng, thưa ông, hiện nay con tum đang bực vào mùa mưa thì nguy cơ xuất hiện các loại dịch bệnh trên thủy sản là như thế nào ạ? Cái mùa mưa này nó kéo dài cho nên nó tạo cái điều kiện cho cái mầm bệnh ở trên cái đàn thủy sản có nguy cơ phát triển mạnh, và cái trời mưa mà nó, cái độ ẩm cao thì nó sẽ gây lên, thứ nhất là về cái nước lũ nó xuống sẽ ảnh hưởng cái môi trường của nước ấy. Thì nó nước lũ thì nó về để làm đục cái môi trường nó, thì nó trong cái chăn nuôi nó ảnh hưởng đến cái đàn cá trong quá trình mình nuôi, thì trong quá trình hô hấp thì phải có cái môi trường oxy cao thì nó hô hấp được. Còn nếu mà nó nước nó đục nó ảnh hưởng các cái chất thải trên môi trường đầu nguồn nó về thì nó không ảnh hưởng đến cái sức khỏe của đàn cá nuôi. Để chủ động ngăn chặn các loại dịch bệnh trên thủy sản thì Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã triển khai các biện pháp nào thưa ông? Chi cục cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh, Sở và Ủy ban nhân tỉnh ban hành cái kế hoạch phòng chống dịch bệnh thủy sản năm 2022, thì có các cái giải pháp hướng dẫn các cái hộ chăn nuôi thủy sản thực hiện các thường xuyên theo dõi các cái tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi thủy sản. Thứ hai nữa là cái giám sát bị động, giám sát bị động tức là lấy mẫu giám sát để là xác định được cái lưu hành của virus mầm bệnh để cảnh báo cho người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh. Chi cục cũng đã triển khai cái công tác khử trùng tiêu độc là cấp hóa chất cho các địa phương đi về triển khai công tác khử trùng tiêu độc để đảm bảo trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thưa ông, ngoài các biện pháp mà cơ quan chức năng đã triển khai thì người nuôi trong thủy sản cần thực hiện các biện pháp gì ạ? Thì ngoài các giải pháp mà các cơ quan chuyên môn hướng dẫn thì người dân cần phải tuân thủ các cái quy định về trong cái chăn nuôi thủy sản. Và cái quy định thứ nhất là về cái môi trường nước, thứ hai nữa là về cái nguồn nước thải, chất thải để đảm bảo cái môi trường trong sạch, trong sạch trong cái chăn nuôi. Thứ hai nữa là về cái con giống là phải có rõ nguồn gốc, khi nhập giống phải tái đàn, mình nuôi lại thì mình phải lựa chọn con giống cho nó có rõ nguồn gốc và có kiểm dịch của cơ quan thú y theo quy định. Thứ ba nữa là phải thực hiện các quy trình về thường xuyên theo dõi và thực hiện các công tác khử trùng tiêu độc khu vực ao nuôi để đảm bảo kiểm soát được cái vấn đề mà các cái nguồn nước. Thứ tư nữa là về vấn đề mà khi phát hiện có thủy sản chết thì chúng ta sẽ báo cáo với cơ quan gần nhất với chính quyền địa phương để tới xác minh và tìm ra cái nguồn bệnh. Dạ vâng, cảm ơn ông về những nội dung đã trao đổi ạ. Với các giải pháp đồng bộ của ngành nông nghiệp tỉnh và hộ nuôi thủy sản đã góp phần ngăn ngừa các loại dịch bệnh thủy sản bùng phát trên địa bàn. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, hiện nay đang là mùa mưa, người nuôi thủy sản cần chú trọng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh thủy sản như đảm bảo nguồn nước không bị ô nhiễm, cho ăn đủ cá về chất và lượng thức ăn, bổ sung oxy cho ao nuôi, thường xuyên theo dõi để phát hiện và xử lý kịp thời khi bệnh dịch xảy ra.